Trong quá trình con ngồi thiền, con liên tục rơi vào trạng thái buồn ngủ liên tục. Con phải luyện tập thực hành thế nào thì mới có thể cải thiện tình trạng này? Thì thứ nhất là quý vị có thể ngồi thiền ở bên ngoài. Ví dụ ngồi thiền ở bên trong này buồn ngủ thì mở mắt ra. Mở mắt ra còn buồn ngủ thì ngồi thiền ở bên ngoài. Ngồi thiền bên ngoài mà vẫn buồn ngủ thì đứng dậy mà đi thiền. Thì từ từ là quý vị sẽ vượt qua cái cơn buồn ngủ. Còn nếu như mà đi thiền mà vẫn còn buồn ngủ, nỗ lực để tỉnh táo mà không tỉnh táo được thì biết là cơ thể mình cần giấc ngủ. Thì mình chỉ đơn giản mình nằm xuống nghỉ ngơi tí xíu, chừng có 10-15 phút thôi là được.